Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt động viên giao nhiệm vụ cho các y bác sĩ tham gia phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tham gia đoàn cán bộ và hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này có 30 y bác sĩ của 4 bệnh viện, gồm Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Đây đều là các y bác sĩ có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần thì chống dịch như chống giặc thì chúng tôi sẽ nguyện mang tất cả cái tinh thần cũng như là trí tuệ, sức khỏe để mà cùng cả nước chống dịch và đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19. Phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần tình nguyện của các y bác sĩ, đồng thời nhấn mạnh chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của cả nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các y bác sĩ mang hết khả năng kinh nghiệm, kiến thức, đạo đức nghề nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đi vào phía Nam chống dịch thì chúng ta còn tham mưu với cấp ủy chính quyền ở tại đó chia sẻ những kinh nghiệm mới để làm sao mà khống chế được dịch sớm nhất. Bởi vì các tỉnh phía Nam có yên thì đất nước mới yên, ở trong đó có Hưng Yên của chúng ta. Ta đi ta phải thành công và giúp cho tỉnh bạn thành công thì ta mới quay về, thì thời gian có thể 1 tháng, có thể 2 tháng hoặc lâu hơn nữa thì chúng ta đều phải chấp nhận. Đã là tình nguyện viên thì ta có nghĩa là ta làm với trách nhiệm. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ và đồng hành cùng với các bạn, trong đó có người dân Hưng Yên cũng ngóng trông về các cái tình cảm cao quý của các bạn dành cho các tỉnh phía Nam trong phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa quà cho các y bác sĩ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mỗi thành viên 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ mỗi y bác sĩ tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu đồng một người một tháng, cùng toàn bộ trang thiết bị bảo hộ khi làm việc. Sáng mai, ngày 9 tháng 8, đoàn sẽ chính thức xuất quân vào Thành phố Hồ Chí Minh.